Hi, chào mừng các bạn đến với channel của Alex. Hiện tại mình là Real Estate Agent tại phố Dallas, tiểu bang Texas. Khác với những video lần trước khi mình hay đưa các bạn đi coi những khu nhà mới, New Construction Home, thì tuần này mình sẽ đưa các bạn đi coi một căn nhà xây năm 1967. Tuy nhiên là toàn bộ bên trong căn nhà được remodel, họ làm mới hoàn toàn, rất là đẹp mắt. Căn nhà này cũng nằm ở một vị trí rất là đắc địa tại thành phố Plano. Thì sơ một vài thông tin về thành phố Plano, thì đây là một trong những thành phố đã và đang rất phát triển tại thành phố khu vực Dallas. Có rất nhiều những headquarter của công ty lớn như là Toyota, Bank of America, Pepsi có trụ sở tại thành phố này. Dân cư của Plano rơi vào khoảng 285.000 người. Ưu điểm của thành phố Plano có lẽ là thuế ở đây rất là rẻ, 2% một năm. Hệ thống trường học Plano ISD cũng là một trong những hệ thống trường học tốt bậc nhất. Khoảng 9 điểm, 10 điểm trong khu vực Dallas Fort Worth này. Với căn nhà này, tại sao chúng ta nói nó là vị trí đắc địa của nó là bởi vì nó nằm rất là gần với Highway 75 và cái con đường rất là lớn. Khu vực Dallas này chỉ 5 phút lái xe mà thôi. Chạy ra cái đường Tollway President George Bush cũng chỉ vài phút lái xe. Từ đây mà đi với khu người Việt, cộng đồng người Việt Nam, nhiều nhà thờ, chùa, nhà hàng cũng không quá xa, thì khoảng 20 phút tới 25 phút lái xe mà thôi. Với căn nhà hôm nay chúng ta sẽ theo dõi thì phía sau căn nhà này, khi mà coi video các bạn sẽ thấy đó là nó có một cái mall, trung tâm thương mại rất là lớn, có tên là Collin Creek Mall. Thì trung tâm thương mại này nó ở đây rất là lâu rồi, nhiều năm, thì cái building đã cũ rồi, thì họ đã phá đi và sẽ xây lại toàn bộ. Thì cái dự án, cái dự kiến chương trình này, công trình này sẽ hoàn thành vào năm 2024. Nó sẽ đem lại rất nhiều business, rất nhiều nhà hàng, rất nhiều shop cho khu vực này, thì nó sẽ mang cái giá trị của toàn bộ khu vực này sẽ tăng lên. Cái căn nhà chúng ta sẽ coi hôm nay có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, khoảng 2.400 square feet. Phía trước nhà các bạn có thể thấy họ đã, chủ nhà đã sơn lại toàn bộ phía trước nhà bằng màu trắng rất là sáng. Hệ thống foundation móng nhà cũng đã được làm lại hoàn toàn để mà tạo sự chắc chắn cho căn nhà. Thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng vô coi căn nhà có gì nha. Từ phía cửa nhà bước vô, các bạn sẽ thấy là toàn bộ bên trong nhà, cái khu vực living space nó đã làm bằng sàn gỗ. Những cái sàn gỗ laminate này rất là màu, rất tự nhiên. Tường nhà cũng là tường nhà màu trắng xám, chủ nhà đã chọn cái màu rất là trending hiện nay. Họ cũng làm thêm những cái baseboard, những cái base ở dưới này khoảng 5 inch màu trắng, thì nó tạo thêm cái điểm nhấn cho căn nhà. Phía bên trái này các bạn sẽ thấy, bên tay trái sẽ là một cái gọi là formal dining room. Cái phòng này là để làm thành phòng, một phòng ăn, hay để một cái bàn lớn ăn tiệc ngoài này cũng rất là thoải mái. Đi vô bên trong căn nhà, chúng ta sẽ thấy một cái điểm rất nổi bật, đó chính là cái fireplace, cái lò sưởi ở đây. Họ đã sử dụng những cái chất liệu rất là mắc tiền, đó là cái đá marble luxury. Cái đá tự nhiên này, những cái xài những cái miếng lớn như vậy, nó tạo lên cái điểm nhấn rất là đẹp mắt cho cái phòng khách này khi bạn bước vô đầu tiên. Cái size của cái phòng khách này cũng trung bình, cũng khá là rộng rãi. Trần nhà thì nó không phải là trần nhà quá cao, high ceiling. Tuy nhiên là với không gian thông thoáng, thông với phòng bếp, với những cái phòng game room, formal dining room, thì các bạn sẽ thấy là cái nhà này nhìn nó rất là rộng rãi. Đi sang khu vực bếp ở đây thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ tủ bếp họ đã làm mới, tủ bếp họ sơn những cái màu trắng rất là mới hiện nay. Bàn là bàn đá quartz rất là chắc chắn. Nhà này sẽ xài là xài bếp điện. Ở đây họ xài có bếp điện, có 5 cái bếp để nấu ở đây. Cái vent hood này cũng rất là mặn, có thể khi mà nấu ăn trong nhà thì chúng ta sẽ không có nghe mùi nhiều. Đó.
đi vô sâu bên trong thì thấy những cái máy rửa chén, cái appliances ở đây đều là làm mới hết. Cái bồn sinh này cũng vậy, đó là họ xài là single bowl, là cái bồn sinh chỉ có một bồn sinh, cũng rất là thuận tiện bây giờ. Thì toàn bộ căn nhà bên trong vẫn đang được remodel, sàn nhà họ cũng làm là sàn gạch màu tự nhiên trắng rất là đẹp mắt. Bên này cũng có là kitchen backsplash, họ cũng đã làm cái gạch ốp như này thì khi chúng ta sử dụng trong bếp cũng rất là dễ để lau chùi, clean up ở đây. Cái bếp này nó gọi là kitchen, là eat-in kitchen, nghĩa là chúng ta có thể để cái bàn ăn ngay trong khu bếp của mình và có thể ăn, ví dụ như là để một cái bàn ăn nhỏ ở đây có thể 4 người có thể ngồi ăn sáng cũng rất là thuận tiện. Thì cái khu vực nhà này thiết kế cũng rất là hợp lý khi mà họ có hai cái cửa, một cái cửa để dắt ra patio backyard bên này và phía bên này cũng có một cái cửa thì cái game room để dắt ra sân sau. Thì phía nhà này, sân sau nhà này có một cái hồ bơi rất là đẹp, thì lát nữa mình sẽ cho các bạn coi cái hồ bơi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô coi những cái phòng ngủ ở phía bên này nha. Cái phòng master của căn nhà này nó sẽ nằm ở phía trước của căn nhà, nó có cửa sổ nhìn ra đường. Thì cái size của phòng master ở đây nó cũng không quá rộng. Cái size này rơi khoảng là 15x15 feet, thì nó là size khá là trung bình đối với cái size master. Thì trong toàn bộ cái 4 cái phòng ngủ của cái nhà này á, là họ sẽ xài thảm để nó có sự ấm cúng cho căn phòng. Đây họ cũng có hai closet riêng biệt. Cho đây thì cái size của nó cũng trung bình thôi, có hai closet ở bên này. Đi vô cái phòng master bathroom, cái phòng tắm đây, các bạn cũng sẽ thấy là họ cũng không có nhiều cái diện tích của cái phòng master trong này. Các bạn sẽ thấy là nó không có quá rộng nhưng nó đầy đủ những cái mà chúng ta cần, đó là cái bồn sinh rửa mặt, toilet ở đây, có cái bồn tắm đứng walk-in shower. Thì họ cũng ốp những viên đá tự nhiên màu trắng xám rất là đẹp, cái vân tự nhiên đó, toàn bộ từ cái sàn nhà tới cái ốp ở trên phòng này họ cũng làm như vậy. Cái mắt then, cái sàn ở dưới thoát nước cũng rất là đẹp mắt. Thì đây là cái chất liệu họ sử dụng trong căn nhà này, rất là sang trọng. Quay trở lại cái hallway thì chúng ta sẽ đi sang cái khu vực mà có những cái phòng ngủ ở bên này. Thì nó sẽ có 3 phòng ngủ ở khu vực này. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên. Thì size của phòng ngủ này cũng khá là ok. Nó size nó khoảng 12x10 feet. Thì phòng ngủ này cũng cơ bản có sàn là sàn thảm, họ cũng sơn toàn bộ đồng nhất với cái màu căn nhà. Cũng có cái closet ở bên này, cái closet này cũng để được một chút đồ bên này đó. Đi tiếp sang bên này sẽ có thêm hai cái phòng ngủ nữa. Thì trước khi vô hai cái phòng ngủ đó, chúng ta sẽ thấy nó có một cái full bath, một cái phòng tắm để cho những cái phòng ngủ này xài chung với nhau, share với nhau. Thì bên này là cái phòng full bath. Phòng tắm này cũng khá là rộng. Nó có một cái bồn sinh, bồn rửa mặt ở đây. Tủ bên này là cũng tủ hot sơn màu xám. Toàn bộ bên trong này là cũng ốp gạch là màu trắng, rất là sáng, rất là sạch sẽ trong cái này. Cũng có toilet, có bồn tắm, có bathtub, bồn tắm ở trong này. Thì nó cũng rất là đầy đủ chúng ta sử dụng. Đi qua bên này sẽ là có một phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này thì nó rộng hơn cái phòng ngủ vừa rồi. Size của nó vào khoảng 15x10 feet, cũng khá là rộng rãi. Nó có một cái tủ để đồ quần áo, closet ở đây, cũng tương đối là rộng, để được khá là nhiều đồ đó. Có một cái phòng ngủ cuối cùng bên này đó. Phòng này là cái phòng ngủ này chính là cái phòng ngủ mà rộng nhất. Cái phòng ngủ này size của nó vào khoảng 16x10 feet, là rộng nhất trong 3 cái phòng ngủ nhỏ bên này. Nó cũng có tương đương với những cái phòng khác, với cái material chất liệu của nó cũng xài thảm, cũng có những cái trim cho này 5 inch, cũng khá là đẹp mắt. Cũng có closet này thì rất là bự, closet này thì nó rộng hơn rất nhiều so với hai cái ở bên kia đó. Đây chính là cái game room. Cái phòng này thì có thể làm game room, các bạn muốn làm phòng ăn ngồi chơi, để cái tivi hay cái ghế sofa ngồi đây cũng rất là thoải mái. Các bạn sẽ thấy cái phòng này rất là hay khi nó có tới 8 cái cửa sổ ở đây, nó lấy được đầy đủ ánh sáng ban ngày vô trong nhà, nó rất là sáng. Thì và đặc biệt nó sẽ view, cái nhìn của nó sẽ là ra cái hồ bơi ở phía sau này. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi hồ bơi nha.
Rồi đây chính là cái hồ bơi mà mình nói tới với các bạn. Các bạn thể thấy là cái hồ bơi này rất là rộng và rất là đẹp. Đó, nó tạo cái điểm nhấn cho cái thêm căn nhà này. Với cái hồ bơi này thì chúng ta có thể nghỉ ngơi chơi vào mùa hè, vui chơi cùng gia đình bạn bè, nó cũng rất là thoải mái. Nó có một cái thác nước waterfall kia. Bên này nó có sauna, chúng ta có thể ngồi thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, nó cũng rất là thoải mái. Bên này của hồ bơi á, thì cái sân sau nó cũng khá là rộng. Ngoài cái hồ bơi này chúng ta có một khoảng đất ở bên này rộng. Thì nếu như các bạn muốn làm thêm sân chơi cho con nít hay là trồng thêm cây cũng được, nó cũng nhiều không gian để cho mình sử dụng. Phía bên tay trái của chúng ta sẽ có một cái patio. Thì cái patio này nó có mái che ở đây, thì nếu như chúng ta muốn ngồi ăn buổi chiều hay nướng thịt hay vui chơi ngoài này, nó cũng thoải mái, không gian cho chúng ta sử dụng. Toàn bộ cái sân này cũng là cái sân họ làm cái sân xi măng rất là sạch sẽ cho mình. Thì vừa rồi Alex đã đưa các bạn đi coi một căn nhà. Căn nhà này là Alex cũng là listing agent bán căn nhà này, đang list trên thị trường với giá là 435.000. Nhà này có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2.400 square feet và cũng xây năm 1967, nhưng mà mình show cho các bạn là trong nhà họ đã remodel làm mới hoàn toàn. Thì chủ nhà họ đã bỏ ra rơi khoảng 65.000 để mà toàn bộ remodel căn nhà này. Thì đi chi tiết hơn thì nếu như có nhiều thời gian hơn, những video sau thì Alex sẽ nói chi tiết hơn những cái họ upgrade, họ làm chi phí từng khu, từng cái material là bao nhiêu tiền. Nhưng hôm nay thì thời lượng video có hạn nên mình sẽ chỉ nói tới vậy thôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cái channel của Alex trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Xin chào.